Đối với người Nhật thì mùa đông là thời điểm để tận hưởng, trải nghiệm những môn thể thao đặc trưng mà chỉ thời điểm này mới có. Việc vận động sẽ giúp làm nóng cơ thể và tăng sức chịu đựng qua những ngày mùa đông rét buốt. Và sau đây sẽ là những môn thể thao mùa đông được yêu thích nhất tại Nhật mà bạn có thể sẽ muốn thử trải nghiệm. 1. Trượt tuyết là môn thể thao tiêu biểu của mùa đông, rất được ưa chuộng ở Nhật Bản và là môn thể thao đơn giản, ngay cả trẻ em cũng có thể chơi được. Tuy nhiên, đối với những người mới tập chơi, chúng tôi khuyến khích chọn những nơi có địa hình dốc nghiêng vừa phải, không nên chọn những nơi quá cao hoặc vắng người. Nếu bạn thực sự yêu thích và muốn theo đuổi một cách nghiêm túc, thì tốt nhất nên tham gia một khóa đào tạo bài bản với sự hướng dẫn trực tiếp từ những người chuyên nghiệp. 2. Lái xe trên tuyết, Snowmobile. Với môn thể thao này, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác lái xe với một hoặc hai chỗ ngồi trên tuyết. Môn thể thao này dành cho những người không muốn vận động quá nhiều, nếu có té ngã cũng không quá đau. Chỉ cần là những nơi cho phép xe di chuyển hay bãi trượt tuyết thì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, vì lái xe có động cơ nên cần phải lái xe thật cẩn thận sau khi đã nhận được sự hướng dẫn sử dụng bàn đạp ga và thắng. Ngoài ra, nếu muốn đi cùng gia đình thì bạn cũng có thể sử dụng thêm Snow Rafting, là chiếc thuyền gắn thêm vào sau Snowmobile. 3. Leo núi băng. Leo núi băng là môn thể thao bạn có thể tự mình leo lên một tảng băng hoặc một bức tường băng nhân tạo, đi đinh, gai kim loại gắn vào dãy leo núi, thường được gắn từ 10 đến 12 đinh, trừ băng. Dụng cụ đánh vào băng giúp leo lên hay mũ bảo hiểm là những dụng cụ tiêu biểu khi chơi trò này. Do dây thừng đã được kết nối với thành dẫn, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng sự an toàn đã được đảm bảo. Có một chút khác biệt của trò chơi này so với trò leo núi trong nhà, bouldering, là bạn sẽ leo theo lộ trình mà bản thân tự nghĩ ra, chứ không tuân thủ theo một lộ trình cụ thể nào cả. Nếu là một người yêu thích những trò chơi cảm giác mạnh, thì dám chắc là bạn sẽ không cưỡng lại được cảm giác khi càng leo lên cao đâu. Những làn gió đông mát mẻ sẽ làm mát cơ thể đang nóng bừng do vận động mạnh của bạn. 4. Ném tuyết là môn thể thao có nguồn gốc từ Nhật Bản, đồng thời cũng là môn thể thao có ý nghĩa và quen thuộc nhất đối với người Nhật từ già đến trẻ. Những năm gần đây, ném tuyết cũng dần lan rộng ra thế giới với các giải đấu được tổ chức hàng năm tại nhiều quốc gia. Luật của trò ném tuyết này cũng khá đơn giản. Người chiến thắng là người hạ được cờ của đối phương xuống hoặc dùng những quả bóng tuyết hạ gục hết thành viên đối phương. Những quả bóng tuyết dù không làm đối phương bị thương nhưng trúng vào người cũng khá đau đấy. Đây được xem là trò chơi có độ khó cao, yêu cầu tinh thần tập thể nên mỗi đội cần có chiến thuật riêng và có thể sẽ đổ rất nhiều mồ hôi dù chơi trong trời tuyết đấy. Những môn thể thao này thật thú vị phải không nào? Nếu có dịp sang Nhật Bản, các bạn đừng bỏ qua nhé!